niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người. Mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Ghế đá xanh tàng cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người.
bản thân hỡi ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn vương. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa, đã nghe thời gian thói đưa, nghe mơ khúc trong ta một thời tìm bước người xưa, ước mơ người còn đâu nữa. Ai thương ai quen ai giận hờn buồn cách phương rơi khi ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Xin mời quý thầy cô cùng toàn thể các bạn để chúng ta
chúng ta hãy cùng lắng lại một chút, hãy cùng cầu nguyện cho tập thể lớp 12 bên của chúng ta luôn luôn đoàn kết vững mạnh, và chúng ta hãy cùng tổ chức sinh nhật trong buổi tối ngày hôm nay. Thank you.
trường bên nhau. Mời lên sân khấu tiếng hát của bạn Duy Tưởng với ca khúc 60 năm cuộc đời. Xin mời Duy Tưởng. Thank you.
con nói gì không, anh ba thương yêu thương người nào trong gió. Bà ngồi trên
tiếp tục chương trình giao lưu chung của tối nay. Sau đây xin mời các bạn hãy cùng đến với tiếng hát của bạn Kim Cương. Xin mời bạn Kim Cương hãy trở về với chương trình mới để cùng giao lưu các bạn thầy giáo hay các bạn đồng hành trong lớp. Xin mời bạn. Xin chào các bạn. Xin mời các bạn bài hát trong tuần sau. Come on.
vừa rồi là em xin mời là thầy giáo rất là xinh xưa và có cao. Vâng ạ, có một câu cho bài hát là tình yêu chú chiếc son môi. Và MC để ý theo đằng sau thầy giáo cũng có son môi ở đằng sau áo. Thế thử hỏi là lớp 12B này là có ai là người chung bài hát hay không ạ? Chào sáng lắm, chào sáng. Nó ngày xưa nó rất sợ tôi. Bởi vì tôi năm 96 tôi được về đây được điều động với đây là tháng ngày mùng 1 tháng 1 năm 96 và sau đó là tôi được chủ nhiệm các em lớp 10 thay thầy Nhật và sau đó là các em mới sợ tôi lắm, bảo ông là khắc xì dầu. Nhiều đứa nó thích nhưng mà không dám nói, mình thích nó mình cũng không dám nói, nhưng mà bây giờ tóm lại là vẫn tìm được mùa chôm chôm và các em vẫn là các em, thầy vẫn là thầy. Thank you.
Thế bây giờ tôi hỏi các bạn là
Thank you.
lần thật bất chợt tôi được nghe một bài hát. Bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể. Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm. Tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút cảm xúc lạ, một chút tò mò. Sao giữa dòng đời bươn chải, bộn bề, cả âm nhạc và tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo toan, tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ, lại có những dòng nhạc thảnh thơi, nhẹ nhàng như thế. Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa. Bài hát đã làm được điều ấy. Tôi nghĩ đến những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, những người đã khuất, những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại, và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình. Tôi bỗng chợt nhớ đến lời của mẹ ru ngày nào: sang sông phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người, với những người thành đạt và cả những người vô danh, để ai cũng được tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc tinh khôi nhất của đời người. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trường, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong hồn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ làm chương trình, xin được trân trọng gửi tới quý vị và các bạn, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi học lớp chúng ta thành công tốt đẹp. Trước khi vào chương trình chính thức của buổi lễ sáng hôm nay, và xin trân trọng gửi tới chương trình văn nghệ chào mừng, mở đầu chương trình là bài hát Người Thầy, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy do ca sĩ Phượng Hồ thể hiện. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Vẫn chiếc áo xưa sượt đôi vai, thầy vẫn
buồn thu rơi những ngàn năm, làm sao em đến hết công ơn hoàng vì lao gió em đi tắm ba
qua con sông sâu đã băng cầu thương em vì đồng hối anh thương em anh lo. Bay mà cuộc sống nhớ
trở lại
người còn mãi lắng trên bờ môi, trên hàng mi và trong những Thường xuyên, nơi đã để lại cho chúng ta biết bao kỷ niệm, những kỷ niệm tinh khôi nhất của tuổi học trò. Hai năm cấp 3, kể từ ngày đầu tiên bồi hồi, lạ lẫm, háo hức bước vào cổng trường trung tâm giáo dục thường xuyên và cái cảm giác tiếc nuối nhẹ nhàng khi ra trường chắc đã còn in đậm trong mỗi chúng ta. Khoảng thời gian ấy tuy ngắn ngủi nhưng vẫn đủ để biến tất cả những kỷ niệm thành thân thương nhất, đẹp nhất trong cuộc đời. Để ôn lại tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ ấy và thể hiện lòng biết ơn đối với các thầy, các cô, những người đã có công dạy dỗ, dìu dắt chúng em không chỉ về kiến thức mà cả về cách sống, cách làm người. Hôm nay, cựu học sinh lớp 12B khóa học 1996-1998 long trọng tổ chức hội khóa kỷ niệm 20 năm ngày ra trường cho các em. Thay mặt cho các bạn cựu học sinh lớp 12B xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, lời cảm ơn chân thành và lời kính chúc tốt đẹp nhất tới các thầy, các cô. Xin kính chúc quý vị đại biểu, các bạn luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Về dự với lễ kỷ niệm hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, em xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Lâm Văn Nho, hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Lâm Thành Vĩnh, phó hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Lê Ngọc Bất, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Em xin trân trọng giới thiệu các thầy giáo, cô giáo, là giáo viên chủ nhiệm, là giáo viên bộ môn từng giảng dạy khóa học 1996-1998 của nhà trường. Có thầy cô nay đã nghỉ hưu, dù sức khỏe có hạn nhưng cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho chúng ta, cũng đã về dự khá đông đủ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và đặc biệt là sự hiện diện của các bạn cựu học sinh lớp 12B khóa 1996-1998 cũng đã về dự đông đủ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, em xin trân trọng giới thiệu và kính mời bạn Tạ Văn Thành, trưởng ban tổ chức, lên đọc diễn văn kỷ niệm 20 năm ngày ra trường và báo cáo thành quả của các bạn trong lớp sau 20 năm phấn đấu và trưởng thành. Xin mời bạn. Đầu tiên, cho em xin phép gửi đến quý thầy cô, các bạn một lời chúc sức khỏe, một cuộc sống hạnh phúc. Kính thưa các thầy cô, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn học sinh lớp 12B khóa 96-98 thân mến, tấm mắt đã 20 năm kể từ ngày khóa học 96-98 trường trung tâm giáo dục thường xuyên tốt nghiệp xa trường. 20 năm là một quãng thời gian dài đủ để kỷ niệm về một mái trường, về thầy cô, bạn bè trong lớp, đủ chín mùi cho cuộc hội ngộ ngày hôm nay. Trong niềm hân hoan xen lẫn bồi hồi xúc động được hồi tụ giữa mái trường xưa trong buổi gặp mặt thầy cô bạn bè kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, thay mặt tập thể cựu học sinh lớp 12B liên quán 96-98 trường trung tâm giáo dục thường xuyên, em tỏ lòng biết ơn và kính chúc sức khỏe tới các thầy giáo, cô giáo, nhiệt liệt hoan nghênh và chúc các bạn về dự kỷ niệm sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho tập thể lớp 12B ngày càng tràn ngập tình cảm bạn bè, là sự chia sẻ của tất cả các cựu học sinh lớp 12B qua 96-98 trường trung tâm giáo dục thường xuyên Tiền Hải. Thân yêu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn, sau 20 năm về lại mái trường xưa, chúng em không khỏi xúc động, kích động lại được các thầy, cô, những người đã dạy dỗ, dìu dắt chúng em suốt 2 năm học. Các thầy, cô nay đã bạc nhiều, dù mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu, bộn bề công việc gia đình, nhưng các thầy cô đã quan tâm dành thời gian về dự buổi gặp mặt với chúng em ngày hôm nay. Trong tâm tưởng của
mình, chúng em luôn ghi nhớ công ơn các thầy cô không chỉ truyền đạt cho chúng em một kiến thức mà còn dạy bảo chúng em đạo làm người. Có người ví nhà giáo như người chở đò đưa khách qua sông, lại đón khách chờ và công lao của thầy cô sẽ được đền đáp. Bởi những người sang đò kia luôn ghi nhớ thời lời của thầy cô dạy bảo, đem hết năng lực và nhiệt tình của những tri thức được thầy cô truyền đạt để xây dựng quê hương đất nước. Dù không hẳn ghi danh bia đá bảng vàng, những thế hệ nhà giáo có thể tự hào rằng vì đã đào tạo cho quê hương đất nước những công dân tốt và những người con ưu tú. Như lời Bác Hồ nói, vinh quang của nhà giáo hóa thân trong thành đạt của học trò. Thay mặt tập thể lớp 12B có 96-98, một lần nữa xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới toàn thể các thầy cô giáo đã dạy dỗ cổ vũ cho chúng em suốt chặng đường 20 năm qua. Kính thưa các thầy giáo cô giáo, hôm nay 20 năm về lại mái trường xưa, chúng em không khỏi tự hào khi thấy ngôi trường một ngày một khang trang bề thế. Cảm xúc thật bồi hồi khi nhớ đến những lớp học cấp 4 chật chội, những dãy bàn vũ khí, những hàng bàn hàng phượng vĩ đỏ rực khi hè về, bao hình ảnh thân thương gắn bó, những kỷ niệm của một thời đáng nhớ biết bao. Xin cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em tổ chức được buổi hội ngộ như hôm nay. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn, vậy là đã 20 năm kể từ ngày khóa học 96-98 tạm biệt ngôi trường trung tâm giáo dục thường xuyên Tiền Hiền Hải thân yêu để bước tiếp vào những ngưỡng cửa cuộc đời xây dựng tương lai. Chia tay nhau, chúng ta như đàn chim tung cánh, mỗi một người có một cuộc sống, một công việc riêng, với bề bộn lo toan thường nhật. Trở lại mái trường xưa 20 năm xa cách, mỗi chúng ta không hẳn còn nguyên vẹn những bức xúc bâng lâng khó tả, dấy lên bao kỷ niệm về một thời cách chiến trường. Mới hôm nào chúng ta còn là những cô học trò, cậu trò hồn nhiên vô tư với bao trò nghịch ngợm của tuổi 17-18. Vậy mà giờ đây gặp lại các thầy cô mái tóc đã pha sương, ai ai cũng ít nhiều đã thay đổi một chút ngập ngừng, mới nhận ra nhau trong niềm vỡ òa đang xen nhiều cảm xúc khó tả. Mong mỏi về một ngày hội ngộ, không ít bạn đã ở xa, ta mong đến từng ngày để được trở về thăm quê, thăm lại mái trường xưa để được gặp thầy cô bạn bè, ôn lại những kỷ niệm thời áo trắng, nhắc lại câu thơ của một bạn đã viết: thời gian thấm thoát thoi đưa, chia tay bạn bè nữa vừa hôm qua, 20 năm xa cũng thật xa, giờ đây mỗi ngày sắp già rồi đâu còn đâu, hè này hẹn gặp lại con thầy xưa, chuẩn cũng bạn đâu nhớ về. Vâng, lời hẹn ấy hôm nay đã thành hiện thực. Trong phút giây cảm xúc xúc động này, các bạn hãy tận dụng thời gian ngắn ngủi của hội ngộ để tri ân thầy cô giáo, để cùng các bạn ôn lại những kỷ niệm xưa, để hàn huyên tâm sự hôm sau 20 năm xa cách mái trường thân yêu. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức của hôm nay, ban liên lạc nhận được sự động viên cổ vũ tâm huyết của các bạn trên mọi miền tổ quốc. Các bạn đã bố trí sắp xếp thời gian công việc để dự buổi gặp mặt hôm nay, tạo nên không khí vô cùng ấm áp, thân mật, tiếp tục kết nối và đắp xây tình bạn bè thân thiết. Mong rằng ngày kỷ niệm thực sự để lại những dấu ấn có phai mờ trong mỗi chúng ta, là động lực cho chúng ta phấn đấu trên con đường trên con đường đời. Với sự nhiệt tình nỗ lực của các bạn, ban liên lạc với mong muốn của tổ chức thành công những kỷ niệm. Trong quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian tổ chức không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Vì vậy, ban tổ chức rất mong quý thầy cô, các bạn thông cảm. Cuối cùng, một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức lễ kỷ niệm, xin kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc toàn thể các bạn 12B mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn. Hôm nay, được gặp lại thầy, gặp lại cô sau 20 năm xa trường. Chúng em không biết nói gì, chỉ biết gửi tới thầy cô lòng biết ơn chân thành nhất. Và sau đây xin trân trọng kính mời toàn thể các thầy cô giáo và các bạn cùng đứng dậy.
chúng ta hãy cùng quay lại phía các cựu học trò và xin mời các bạn cựu học trò chúng ta hãy đặt tay phải lên trên ngực trái. Xin mời quý thầy cô chúng ta hãy cùng quay lại hướng về phía học trò của mình ạ, để học trò thực hiện nghi thức tri ân đối với thầy cô giáo ạ. Kính thưa thầy cô, quê hương cho chúng em câu hò điệu lý để thêm yêu thêm nhớ. Thầy cô đã cho chúng em hành trang tri thức, người xưa từng ví thầy cô như những người trèo đò, còn chúng em là những khách qua sông. Rồi người trèo đò vẫn miệt mài giữa đôi bờ, đưa bao thế hệ học trò sang dòng sông tri thức. Và hôm nay thật vui biết bao, khách qua sông đã trở về bến đảo xưa, bên cạnh người trèo đò lặng lẽ nhìn dấu ấn thời gian trên mái tóc bạc màu của thầy của cô. Chúng em cảm nhận sâu sắc hơn sự trưởng thành của mình giữa cuộc đời đầy bận rộn lo toan. Mỗi khi nhớ về thầy cô, về các bạn, về thời gian được học dưới mái trường này, lòng chúng em như ấm lại, tự nhủ với lòng mình phải sống sao cho xứng đáng. Trong thời khắc vô cùng ý nghĩa này, chúng em lớp học 12B khóa học 1996-1998, sau 20 năm trở lại trường xưa, chúng em vô cùng cảm động. Chúng em xin gửi tới quý thầy cô lời tri ân, lời cảm ơn sâu sắc. Cảm ơn quý thầy cô có một nghề mà nguyên cố thủ tướng Phạm Văn Đồng gọi đó là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Nghề không trồng hoa trên đất mà lại nở cho đời muôn đóa hoa thơm. Đề nghị các bạn hãy thực hiện nghi thức tri ân với các thầy, các cô. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và quý thầy các bạn. Lời thầy cô có mưa khi trái tim mãi thức đi bao tối em vừa hay. Những tháng năm khi tôi còn nhớ lại, người thầy cô đã cho con niềm tin. Rồi ngày mai khi tôi lớn lên, từng cánh tay con bay đi vào đời, người thầy cô con luôn mong em đợi là hành trang cho con bước thầy cô luôn mãi bên con, dù đường xa vẫn không ngại xa xôi. Lời thầy cô chắc chắn cho con, hình bóng con đi trên đường đời, dù thời gian có đổi thay, lời thầy cô thầy cô chắc chắn cho con, hãy vẫn con đi trên
tâm trí một cựu học sinh lớp 12B. Hôm nay trở lại thăm trường, cựu học sinh lớp 12B khóa 1996-1998 xin tỏ lòng tri ân mái trường, trung tâm giáo dục thường xuyên thân yêu. Một món quà rất ý nghĩa và xin trân trọng kính mời lên sân khấu thầy Lâm Văn Nga, hiệu trưởng nhà trường. Xin mời bạn Đức Thọ, phó trưởng ban liên lạc đại diện cho lớp lên trao những nắng hoa tươi thắm kính tặng nhà trường. Xin trân trọng kính mời bạn Tạ Văn Thiện đại diện cho lớp sẽ lên tặng nhà trường ba chiếc ghế đá. Vâng ạ, kính thưa các thầy cô, lẽ ra chương trình tặng quà sẽ được diễn ra tại sân trường, nhưng vì thời tiết mưa cho nên là chúng em sẽ tổ chức ở trong nhà trường sẽ bằng hình thức lưu niệm. Chúng ta tổ chức và cũng có những tình cảm rất là nồng ấm gửi về mái trường thân yêu. Đó là một món quà cũng là ba chiếc ghế đá để tặng nhà trường. Xin mời bạn Thành sẽ lên trao tặng món quà của mình cho nhà trường thân yêu. Xin trân trọng kính mời thầy và hãy lắng lại sân khấu để nhận món quà của bạn Thành. Và chúc thầy và một gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Để tỏ lòng biết ơn thầy cô, sau đây em xin trân trọng giới thiệu và kính mời tất cả các thầy cô lên sân khấu để đón nhận những tình cảm tri ân sâu sắc của học trò lớp 12B khóa học 1996-1998 đến thầy cô của mình. Xin trân trọng kính mời các thầy cô. Thực sự hôm nay tôi rất là có nhiều cái cảm xúc.
Bởi vì thực vừa rồi trao đổi với các thầy, cái buổi tổ chức hôm nay nội dung thì rất là ý nghĩa, và cái hình thức thì lại tải hết được cái nội dung và các em gửi cho chúng tôi. Mười năm 1998 cho năm 2018, 20 năm dài thì không dài, nhưng cũng không phải là ngắn. Một cuộc gặp gỡ đầy đủ, tương đối đầy đủ, các em học sinh và các thầy cô giáo dạy bộ môn cũng như là ban giám hiệu nhà trường trong ngày hôm nay. Đây là một sự cố gắng rất nỗ lực của các em. Nhưng cái nỗ lực thì chưa đủ. Tôi đánh giá cao về cái tấm lòng và đặc biệt là cái tình cảm của các em. Và hôm nay với xúc động đó, tôi thực sự là có nhiều cái lắm là nhà văn, tôi sẽ có nhiều từ hơn nữa để diễn tả hết được cái xúc cảm của tôi. Nhưng mà thầy tự nhiên cho nên là không chỉ nói với tất cả thầy cô giáo và các em một sự chân thành một mặt, là không biết nói gì hơn là cảm ơn trở lại các em rất nhiều. Bởi vì tổ chức buổi hôm nay cũng rất nhiều những cái so sánh với những buổi thì đây có thể quyết tôi sẽ dư hai cái khóa 98 và 91 và 89-92 của trường quốc tế Việt Nam. Thì cái việc tổ chức đó có lẽ đông cho nên cũng không có nhiều được cái cảm xúc như thế này. Và nhân cái buổi hôm nay thì tôi thấy rằng là qua các thầy, qua một số em thì thấy chúng ta thành đạt rất là nhiều. Thì tôi lại chợt nhớ đến khi người ta nói là con người là sản phẩm lịch sử và xã hội. Tính hoạt động tích cực con người tạo nên cá tính con người. Điểm xuất phát con người chỉ là một điểm thôi, điểm thôi. Và hận và hôm nay đã minh chứng điều đó. Rất nhiều em trưởng thành, trưởng thành. Và như vậy chúng tôi thấy rằng là sự nỗ lực của các em đã làm cho các em thành công. Cái đấy là cái điều quan trọng chứ không phải là cái điểm xuất phát. Và phần nào cũng cảm thấy tôi tự hào. Chúng tôi nói chung cũng như thầy cô giáo đấy là điều tự hào đã cho tôi một tình cảm này. Cảm ơn. Kính thưa thầy cô, thưa toàn thể các bạn, và tiếp tục ở chương trình trong buổi sáng hôm nay. Và sau đây em xin mời bạn Phạm Lưu thay mặt cho các bạn trong lớp sẽ lên phát biểu ý kiến. Xin mời bạn. Xin kính chào các thầy cô và các bạn. Cho em đi lại lại chút xíu, chứ tại vì em rất là xúc động. Em không nghĩ là 20 năm sau khi này ra trường em được gặp lại anh Dương đã từng ở bên em chia sẻ những cái niềm vui nỗi buồn. Quý thầy cô cho em những cái kiến thức. Em là một cái học sinh cá biệt từ trong miền Nam ra đại học, thực sự là cá biệt. Nếu thầy Nho để ý thì thầy Nho sẽ thấy cái hồ sơ của em cả một cái chiều dài như là rất là khó, nhưng tới bây giờ em cùng các bạn cũng đã phấn đấu rất là nhiều để thay đổi. Và cái nền tảng để chúng em đã góp được cái đó chính là những kiến thức mà thầy cô trao cho chúng em. Đó là cái vốn quý bản thân. Nếu chúng em không nỗ lực mà không có những cái kiến thức, không có những nền tảng của thầy cô trao đổi, chỉ một nhỏ. Do đó tại sao tới thời điểm bây giờ người ta vẫn phải đi học là như vậy. Em thì hiện tại em sơ sơ chút xíu, em hiện tại hiện lên nặng 81 cân. Hồi xưa em đi học chắc chỉ từ 51-52 cân thôi.
em cũng đã lập gia đình và có ba con nhỏ, công việc thì cũng không có được xuất sắc lắm. Nhưng ở trong lớp, em thấy rất là nhiều người thành đạt. Bản thân em thì em cảm nhận được, tới thời điểm bây giờ em thấy em rất là vui. Em đi vòng một hồi cũng phải quay về đây. Và là ý nghĩa của ngày hôm nay. Em có nói xúc động quá chứ, nhưng khó nói được hết lời. Thì xin thay mặt lớp 12 về điện khóa 96-98 xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã trao đổi tấm lòng, trao đổi kiến thức cho chúng em. Và sau buổi học ngày hôm nay thì chúng em cũng làm bữa cơm thân mật, kính mời quý thầy cô, quý vị đại biểu các bạn chúng tôi cơm thân mật và chia sẻ những cái kỷ niệm của chúng em. Thì hồi nãy là trong quá trình làm lễ thì cũng có một số bạn trao đổi, thì đó thì chút nữa sẽ trao đổi nhiều hơn và thoải mái hơn. Dạ rồi, dạ con xin phép con xin chào thầy. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Lê Văn Nho, hiệu trưởng thay mặt cho nhà trường có đôi lời phát biểu chuyên môn của mọi nước. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa các thầy cô và các em học sinh thân yêu, trước tiên để xin được nói như thế này, buổi gặp gỡ hôm nay theo tôi để lại các thầy và để lại các em mặt hôm nay và rất tiếc những người không có mặt hôm nay nữa, mà hết sức xúc động và lòng kỷ niệm, đúng không ạ? Và cũng có một cái thông tin nó rất gắn với kỷ niệm này, gắn với các em nữa, đó là cũng chỉ một vài tháng nữa thôi thì thầy cũng nghỉ hưu, cũng chia tay mấy trường. Cho nên với cái quá trình làm công tác giáo dục và quản lý giáo dục nói chung và trung tâm nói riêng, cái việc chia tay này nó trùng lặp với cái điểm mà thầy chuẩn bị nghỉ hưu của chế độ. Nếu chúng ta làm chậm sáng năm chẳng hạn thì chắc là với cái tư cách là kim nói trước tại trường thôi. Một cái thông tin thứ hai để các em biết là các em về với mấy trường ấy, hiện nay khi các em học thì hiện nay chỉ còn có thầy Thầy Vĩnh và cô Thanh, còn ba người là trước đây các em học không mặt tại trường thôi. Thế còn lại tất cả các thầy các cô đang dạy tại trung tâm đều là các thầy cô giáo mới và trẻ, nhiều người còn trẻ hơn các em. Đấy, có các thầy cô thì mới sinh năm 94-95 thôi, rất trẻ, mới ra trường để các em nắm bắt những như thế. Thì đó là cái câu chuyện để các em biết và hình tin. Còn riêng việc với các em ấy, thì có lẽ là các em đã trao đổi gặp gỡ nhau rồi, nhưng mà thầy cũng vẫn muốn biết thêm những thông tin về các em, đó là chúng ta cái lớp thời điểm khi vào trường và khi ra trường chúng ta cũng có tới trên 50 các bạn, đúng không? Hôm nay có mặt được bao nhiêu? 40 không nhỉ? Như vậy là khá đông đấy. Chúng ta cho đến thời điểm này ấy, thì trung tâm cũng đã đón và dự khoảng gần 10 lớp đã tổ chức các cái chương trình kỷ niệm. Và có mấy điểm như thế này. Thứ nhất là số lượng thì cũng không có lớp nào đạt tới con số 35 cả. Hôm nay chúng ta tới 40. Nếu ba trước thì chỉ có 34 thôi, là này đến 40. Và các cái lớp khác, các khóa trước cũng thế thôi. Thì đó là một cái con số đông nhất để các em cũng bắt được. Và cái thứ hai đó là chúng ta tổ chức với một cái nghi lễ, một hình thức có thể nói là như thể nhật nên là đảm bảo đầy đủ các cái nội dung chương trình, nhưng đặc biệt là ý nghĩa và sâu sắc, đem lại rất nhiều cái sự xúc cảm cho tất cả các thành viên trong lớp cũng như các thầy các cô có mặt trong cái buổi hôm nay. Thì đấy là cái vài điểm để cái nhận xét. Và đi vào nội dung chính thì có thể nói như này, có lẽ nhớ lại tại thời điểm đó thì tôi cũng đã là lại trường nhìn nhận các em vào trường với rất nhiều gương mặt khác nhau, trong đó như em như vừa nói vừa rồi
không có ít các em học sinh là cá biệt. Không ai nghĩ rằng sau 20 năm thì hôm nay gặp lại các em, thấy chúng ta tất cả đều khác. Và thứ nhất là về hình thức ấy, các em lớn lên ít nhất là gấp rưỡi so với thời điểm chúng ta đang học trung tâm, đẹp lên, giàu cảm xúc thêm. Và đặc biệt điểm này, theo tôi nhận định thì không phải chỉ về góc độ các em trưởng thành, mà đặc biệt là về góc độ tình cảm. Trong nhiều năm trước, có nhiều em vẫn có liên lạc với tôi và nói là muốn để quay về và kỷ niệm tổ chức cái gặp nạn bạn bè và thầy cô nhà trường. Đó là cái tình cảm chúng ta đã ủ từ lâu, và hôm nay các em thực hiện được điều này. Điều này mới là điều quan trọng nhất để đảm bảo cái sự gắn bó hôm nay cũng như lâu dài. Trân trọng cảm ơn cái tình cảm các em đã dành cho các thầy các cô và nhà trường trong buổi lễ hôm nay, kể cả bằng hiện vật và đặc biệt là bằng tình cảm. Điều này sẽ được các thầy các cô lưu giữ trong tâm các thầy các cô, cũng như những hiện vật này sẽ được các thế hệ sau của các em tiếp tục sử dụng, và chắc chắn rằng sẽ nhớ đến các em, và cũng phần nào đó có các lúc nhắc nhở các bạn các thế hệ sau học tập để nói hơn các thế hệ các em đi trước. Cuối cùng xin được kính chúc các thầy các cô mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc các em thực sự thành công trong công tác của trong học tập. Xin cảm ơn. Và một lần nữa, thay mặt cho các bạn trong lớp, xin được chân thành cảm ơn những ý kiến phát biểu của các thầy các cô và sự hiện diện của các thầy các cô trong ngày hội lớp hôm nay là một món quà tinh thần vô cùng quý giá đối với tập thể 12B và công nhân viên khóa 96-98 nói chung. Và để tiếp tục chương trình trong buổi sáng hôm nay thì sau đây em xin mời quý thầy cô và các bạn cùng đến với một giọng hát nữ trong lớp, đó là tiếng hát của bạn Ngọc Hiếu, cũng muốn mang lời ca tiếng hát của mình để kính tặng các thầy các cô và các bạn trong ngày học lớp. Xin mời bạn Ngọc Hiếu. Em xin gửi tới các thầy cô yêu quý một bài hát, là bài cô hát quê hương. Xin
kính chúc và xin kính mời các thầy cô sang ra nhà đến B dùng với chúng em bữa cơm trân trọng này. Và một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn có mặt ngày hôm nay, và một số bạn thì đang vì công tác có thể không về được, nhưng mà đã gửi những tình cảm vật chất tinh thần về để thêm dự thêm cái buổi thành công hôm nay. Đến bây giờ em không biết nói gì hơn là cực kỳ là tuyệt vời rồi. Đấy, thì để có được đóng góp được cho những ngày hôm nay á, thành công ngày hôm nay kỷ niệm 20 năm á, thì thay mặt ban liên lạc cảm ơn, trước hết là cảm ơn tinh thần của bạn Thái, bạn Nga và bạn Vinh trong thời gian vừa qua đã sắp xếp bố trí để cho được cái dự cái ngày để làm cái lễ kỷ niệm 20 năm như ngày hôm nay. Đằng sau đó xin chân thành cảm ơn bạn Họ, bạn Thiện đã sắp xếp và từ trong Bình Dương ra dự và cũng có một chút quà động viên để có cái tinh thần để làm ngày hôm nay. Và kể từ giây phút này trở đi á, thì có thể là mình cắt đứt, mình sẽ bố trí và sẽ bàn lại là cái kỷ niệm 25 năm hoặc 30 năm gắn kết, và mình có những cái điểm mà sẽ làm được như thế này và hơn thế này nữa. Một lần nữa là xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, các bạn và đến dự buổi cơm với đất chúng em ạ. Xin hết ạ. Nhớ những tháng năm dài sống dưới ngôi trường bao mến thương của tôi, có ánh nắng tươi hồng với tiếng chim ngoài xa líu lo hoa ca. Nhớ ánh mắt ai buồn nhìn gió sương rơi trên cánh hoa phương xinh, rồi mùa thi trôi qua mau hè sang tiếng ve chợt buồn. Dòng thời gian trôi qua nhanh tựa như giấc mơ, kỷ niệm ấu thơ
trong tôi sẽ mãi không phai. Dù mai cách xa nhưng tôi vẫn mãi không quên. Trường xưa đã cho tôi thật nhiều mơ ước. Cành hoa phương rơi trên sân trường vang tiếng về. Chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Trùng phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi mang đến.